tôi có một cái đơn hàng nó trị giá rất là lớn, nó rơi vào khoảng tầm 1.2 tỷ đến 1.5 tỷ đấy. Thì cái con nhà em nhập về nhá, tất cả những cái dòng hôm nay nhà em nhập về đều là hàng chất hết các bạn ạ, đều là hàng chất lượng hết nhá. Thứ nhất đầu tiên chất là cái gì, đều là bảo hành chính hãng này, đều là hãng bóc ra này, và cái quan trọng nhất này, tất cả đều nguyên siêu từ hãng nhá. Đấy ạ, tại vì hôm nay nhà em nhập về chủ yếu nó có ba loại dòng loa, đó là dòng La Top là một này, DMX này, và cái quan trọng cái con đắt nhất ấy, hiện tại bây giờ em cảm thấy là đắt nhất thì là BF3. Thì con BF3 thì này nó hàng tuy nó là hàng kiểu không phổ thông, nhưng mà thực sự bác nào phải nghe lâu, nghe chơi loa và nghe âm thanh thật lâu rồi thì mới biết cái hàng BF3 nó chất và nó đánh công suất lớn, nó phải giá nó kinh khủng như thế nào. Đấy bác nhìn thấy không ạ? Đấy, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong ngoài như mấy cái con này. Đấy bác nhìn thấy không? Đấy, từ trong ra ngoài vào trong này. Tại vì đây là cơ sở mới nhà em nhá. Đấy, bác thấy không? Đây là cơ sở mới nhà em. Đấy cho nên là cái hàng lượng hàng về cũng khá là lớn, nhiều hơn cơ sở cũ. Là bởi vì sao? Cái thứ nhất là nhà em về cơ sở mới là muốn tất cả những trang thiết bị này nó phải đầy đủ. Cái thứ hai đó là thời gian nữa ấy, thì nó cũng đến Tết Nguyên Đán và những cái kỳ nghỉ lễ đấy, thì sẽ có rất nhiều gia đình này, rất nhiều bác là muốn ngắm nghía và tìm hiểu cho mình về để mình giải trí sau một năm thời gian, hay là mình tích góp, hay là mình tiết kiệm để giải trí và nâng cấp cái khóc khuôn ra giải trí của nhà mình lên. Đấy thì hiện tại bờ nhà em về rất là nhiều. Đấy BFA này. Đây bạn em sẽ quay toàn cảnh cái ngoài ở bên ngoài, từ ngoài vào trong để cho các bác thấy, và em sẽ giới thiệu từng cái mẫu loa nhà em về nhiều về nhá. Tại vì hôm nay về rất là nhiều mẫu luôn, mà toàn mẫu chất thôi, tại vì những cái mẫu kia nhà em đã sử dụng rồi, và cả mấy feedback nó từ hãng thôi nhá, từ khách hàng ấy. Cho nên là nhà em nhập rất là nhiều những cái mẫu feedback tốt về đấy. Đây. Đói quá. Vừa nãy giờ là em bê cái hàng xuống nên là chưa kịp ăn gì. Đây, ví dụ nha, giới qua lùi được La Top cho các bác này. Đấy, La Top này. Đấy, nó hơi ngược nhỉ, không có con nào nó xuôi. Đây, ví dụ cho bọn La Top này. Đây, tất cả những cái dòng này là dòng LV12 hết. Đấy, ví dụ là con BFA này. Bác nhìn thấy không? Đây, KPL. Đấy, nó một đây nó là KPL. Đây, để ngược quá nhỉ, để tìm cái con nào cho bác. À, em giới thiệu qua nhé, cái dòng loa mới của nhà em này. DMX. Đấy, cái dòng loa này tên là DMX. Đấy, nhưng mà nó có một cái quan trọng này ở đây nhé các bác nhá. Đó, thấy không? Đấy, model con là ES-12+ này. Đấy, nó là cái công suất thực của nó là 550W này, đánh ở giải 8 ohm nhá. À, cái đặc biệt nhá, bác quan trọng này này. Đơn vị nhập khẩu của cái con này là từ công ty điện tử Phượng Hoàng. Đấy, model nhãn hiệu này. Tất cả nhá đều là hàng chính hãng, thông quan chính ngạch, đều được đóng thuế VAT và thuế, tất cả các loại thuế đều khai đầy đủ nhá, chứ không phải khai thiếu những cái dòng khác đâu. Tất cả khai đều đầy đủ hết nhá các bác nhá. Đây địa chỉ này, này thành phố Hà Nội này. Đây là tên hàng là loa thùng cắm dây này. Đấy, model này nó làm ES12+ này, nhãn hiệu DJI Audio, nghĩa là DMX thì các bác. Đấy, nghĩa là nhập khẩu vào từ ngày đấy, từng ngày một cơ mà các bác. Đấy, hàng mới 100% nhá, nguyên siêu hết này. Nguyên siêu hết các bác ạ. Đều là nguyên siêu hết. Đấy, như con này đây, cái model này là model khác này. Đó là CH12 này. Đấy, con này thì công suất nhỏ hơn con kia, nó chỉ rơi là 350W thôi. Đấy, anh ấy 8 ohm. Đây, hai con này là giống nhau. Đấy, đều có tem phụ hết nha bác nhá. Đơn vị này công ty cổ phần điện tử Phượng Hoàng. Đây là công ty đứng ra để nhập khẩu con này về và khai thuế cho nó. Đấy, tất cả đều khai thuế 100% nhá, chính ngạch, thông quan hết, không phải hoa loa lậu đâu. Thế cho nên là hàng của nó là hàng chính hãng đấy, các bác yên tâm. Đấy, với cả con này nữa này, BFA như con này em thích nhất đây này, con này này. Con này có model là KPL 1250W. Đấy, nó có rõ ràng luôn các bác. Đấy, màu là màu đen. Đấy, trọng lượng nó thì là 23W, à 23, em xin lỗi nhá. 23,5 cân. Đây. Đấy, kể cả những cái bộ vang bộ mic này này. Đấy bác thấy không? DK6000 Pro này, ui cái bọn này thì thôi. Nghe nhạc của đánh nó phải thôi rồi luôn. Đấy, DMX ES15+ này. Đấy, con này thì nó thực sự là đánh những cái dòng nhạc DJ hay là để bay phòng ấy thì thôi nghe hết nước chấm luôn. Đấy, anh nhìn thấy không ạ? Đây như nhà em vừa bóc một con DMX để chuẩn bị đi treo lên đây này. Đấy, cái logo nó có thể quay được các bác nhá. Đấy, này, đẩy này, đẩy BFA này. Ui, đẩy BFA thì vô vàn luôn. Đấy không ạ? Đấy, thì hiện tại bây giờ nhà em là về từ trong ra ngoài thì rất là nhiều. Đây, trong này sẽ có một cái đôi, một cái set con nó sẽ là rất là nhiều người thích này. Ví dụ như con NKS12 này. Đây đều có tem phụ hết các bác nhá. Đấy không? Đấy. Thì hiện tại bây giờ nhà em đang chuyển dần lên để xếp trên kho. Đấy thì các bác
nào có nhu cầu muốn được tư vấn hay là tìm hiểu về những cái dòng loa hay cao cấp cho đến tận là dòng loa trung bình ấy, thì bác liên hệ với cả số điện thoại em để trên góc màn hình như này này. Đấy, đây cái con laptop này, LV12 này, cái dòng này là cái dòng phổ thông nhất này. Mặc dù dòng laptop nó rất là hay nhưng con này là thứ nhất là giá nó vừa phải chăng này, nó vừa hay này, là giá cái không gian diện tích nó chiếm nó cũng rất là nhỏ ấy. Đấy. Hiện tại bây giờ các bạn ấy là đội tổng hợp, thì là vừa vận chuyển lắp đặt tư vấn. Đấy, hiện tại đang chuyển hết lên trên kia. Đấy, bác nhìn thấy không? Bác nhìn thấy không ạ? Đấy, tất cả những loa này em đều treo lên này. Các bác qua hẳn showroom nhà em cũng được. Hai cơ sở nhá. Một là ở dưới Tân Lập Yên Mỹ, hai nó là thị xã Mỹ Hào ngay tại phố nối thôi. Đấy, bác đi qua phố nối phát từ chiều từ Hải Phòng lên Hà Nội ấy, bác sẽ thấy luôn. Đấy ạ. Đấy thì video nó cũng dài rồi. Thì xin các bác, em xin dừng video tại đây và hẹn các bác trong những video lần sau. Bác nào có nhu cầu và muốn tư vấn ý, thì bác liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại em để ở trên góc màn hình nhá. Đấy, là cái số đấy nó sẽ là trực, anh ý sẽ là trực tiếp trực hotline để luôn luôn sẵn sàng tư vấn cho các bác. Vâng, hẹn chào các bác trong những video lần sau.